Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em cần thủ nhé. Hôm nay là ngày 8 tháng 11, 2022. Số em Thái cần câu nội địa Nhật sẽ lên cho anh em một lô cần tay carbon nhé. Đấy, trong lô này thì có khá là nhiều cần cứng. Đấy, anh em có thể săn hàng được. Và cũng có một số cần mềm để anh em đánh cảm giác. Đấy, thì phí ship mỗi đơn hàng là 40.000 trên một đơn nhé. Và cây đầu tiên ấy, là phí 30.000 nhé, bởi vì nó ngắn, rút mini mà. Còn lại cần dài là 40.000 trên một đơn hết nhé. Anh em nào thiện chí chuyển khoản hết cho em thì em bao ship cho nhé. Đấy, sau đây em sẽ vô chi tiết từng cây cho anh em nắm giá và tham khảo. Anh em nào đặt hàng liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700 856, hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em nhé. Cây đầu tiên, cây đầu tiên này là một cây cần 3m6 nhé. Cần 3m6. Cần 3m6 này đọt 0.8 ly nhé. Nặng là 44 g. Thu gọn vào 54 cm nhé, cứng 2H, giá là 550 ngàn nhé, carbon xoắn. Còn rất là mới và đẹp, 3m6 nhé. Nó viết toàn tiếng Nhật đây nhé. Nhiều bác hỏi thương hiệu gì thì em không đọc được cái chữ của Nhật này nhé. Cái đọt này nó buộc đầu cho nên em không tút được ra nhé. Đấy, 3m6 rút mini, giá 550 ngàn nhé, các con xoắn. Rồi, tiếp tới một con cần, cần này là cần của Suzumi. Cần này cứng nha anh nha. Con này mã T2 nha. Dài là 3m6, đọt là 1 ly 7 nhé. Con này đọt 1 ly 7. Nặng là 122 gram. Thu gọn vào 105 cm nhé. Cứng 5H, giá là 800 ngàn nhé. Ôi cực kỳ dày. Đấy. Ôi dày nhé. Hàng của Suzumi, carbon xoắn nhé. 3m6. Cứng 5H nhé, phôi dày. Tiếp tới mã số T3. Con này chưa đánh dấu rồi. T20 nhé. Con này em để cuối cùng nhé. Con đó là con Nissin đấy, em để cuối cùng, chưa đánh dấu. Rồi, tới là một con cần Daiwa nhé. Con này còn Daiwa nhé. Con này là dài là 6m3 này, nó có cái hạ lóng 5m rưỡi nhá. Đó. Cái này là cần cần ráp khúc. Đọt là 0.9 ly, nặng là 210 g. Thu gọn 104 cm, cứng 2H, giá là 750 ngàn nhá, mã T3, carbon xoắn nhá. Đó, còn mới tinh. Đó. Mã T3 nhé, giá 750 ngàn. Mã T4 này là một con NFT carbon 2 da nhé. Polo 39.
đọt 1 ly nhé, nặng là 68 gram, thu gọn 111 cm, cứng 3H, trái là 900 ngàn nhé. Dòng NFT Polo, hàng nội địa Nhật. Đấy, bu này bu xoay 360 độ nhé. Hàng nguyên bản 100% ấy. Mã T4 nhé, giá là 900. Rồi, tới mã T5. Mã T5 là một con cần dài 3,6 m nhé, đọt là 0.8 ly, nặng là 81 gram. Thu gọn 105 cm, cứng 3H nhé, giá là 700 ngàn. Mã T5. Cái dòng này là của Suzumi nhé. Đấy, cái dòng này ngoài hộp nó sẽ ghi là Suzumi ấy. Trên cần thì không thấy nó đóng Suzumi, nhưng mà em biết cái dòng này là của Suzumi ấy. Giá 700 ngàn nhé. Đấy. Đọt này là đọt carbon đặc. Cần còn khá là đẹp, carbon xoắn. Đây. Tiếp tới một con cần dài là 5,4 m nhé. Con này cứng, đọt 1,7 ly. 5,4 m, đọt 1,7 ly. Nặng là 190 gram nhé. Thu gọn 107 cm, cứng tầm 5,5 h nhé. Giá là 950 ngàn, mã T6. Đấy, cái chỗ này thì nó hơi bẩn thôi, cái nhám. 5,4 m nhé. Đấy, carbon xoắn. Đấy, hàng nội địa Nhật. Đấy, carbon nhé. Phôi này cực kỳ dày nhé. Anh em đánh cá lớn được nhé. Phôi khó thấy thật, nhưng mà phôi này dày nhá, phôi này cứng á, các con xoắn nhá. Có chảy ít sơn này. Đấy, nó tút ra tút vào nó chảy cái sơn này thôi, chứ không bị dập bể đâu nhá. Năm mét tư mà hàng cứng là 5,5 h thì cực kỳ hiếm nhé. Cho nên là giá nó hơi nhỉnh hơn chút. Rồi, tiếp tới con 3,9 m này. Hàng này hàng nội địa Nhật 100% nhé. Hàng sản xuất tại Nhật này. À, nó đóng chữ đây luôn. 3,9 m, đọt 0.7 ly nhé. Đọt này đọt là đọt tháp nhé. Tháp Long Phụng ấy. Nửa đọt trên là đặc, nửa đọt dưới là rỗng ấy. Đấy, cho nên là cái đọt trên nó rất là nhỏ, nó 0.7 ly thôi. Nặng là 107 gram nhé. Thu gọn vào 93 cm, cứng hai đọt, cái đọt tháp trên nó cứng 2H thôi. Nhưng mà cái thân nó thẳng nhé, thẳng là nói chung là thẳng tắp luôn á. Thì cái thân action cái thân của nó thì nó tầm được khoảng 4H. Nhưng mà cái đọt nó tháp nó mềm lại á thì nó còn có 2H thôi. Giá là 750 ngàn nhé. Con này còn rất là mới nhé. Đó. Phôi dày. Cái này nó khó thấy nhỉ. Đó. Rồi, tiếp tới một con 3,6 m nhé. 3,6 m. Đọt 0.75 ly nhé. Nặng là 221 gram. Phôi dày. Đấy. Thu gọn vào 106 cm nhé. Cứng cỡ 2,5 h, 3H. Giá là 800 ngàn, mã T8. À, 21R. Nó ghi toàn tiếng Nhật đây. Anh em đọc cái thương hiệu của nó đấy nhé. Nhiều người hỏi em cái này thương hiệu gì, em đâu biết được cái chữ Nhật này đâu, mà nó không ghi tiếng Anh thì em chịu, hộp thì nó không còn nữa đấy. Nhưng mà hàng này là hàng nội địa Nhật nhé, carbon xoắn.
Con này phôi dày này, em thấy không? Còn khá là mới. Đọt này là đọt carbon đặc nhé. Tiếp tới mã T9 này. Mã T9 này dài là 5m4 nhé. Đọt là 1 ly 3. Nặng là 186g. Thu gọn 111cm. Cứng 5H, giá là 1 triệu nhé. Mã T9 à. Hàng nội địa Nhật, carbon xoắn. Đó. Còn đẹp. Phôi dày. Mấy cái 5m4 mà 5H 5H rưỡi này rất là hiếm anh em ạ. Lâu lâu cả mấy lô mới về được vài cây thôi. Rồi, tiếp tới một con Suzumi, con Sita nhé, con Sita nhé, rất là mới, dài là 3m9 nhé, đọt 0.8 ly, nặng là 93g, thu gọn vào 114cm, cứng 2H, giá là 600.000 nhé. Đó. Anh em gửi rô giếc ở cầu suối. Câu cảm giác à, thằng Sita nhé. Giá là 600.000 nhé. Mới tinh. Tiếp tới một con cần Nissin, hàng nội địa Nhật. Dài là 3m6 nhé. Đọt là 0.8 ly, nặng là 74g. Thu gọn 103cm, đọt 2H nhé, thân thẳng, giá là 750.000, mã T11. Đó. Hàng Nissin nhé, mới á. Hàng Lukido. Cái này là không bị hụt đâu nhé, em đo đủ độ dài đó. Cái này là nó buộc lại cái đầu ngọn thôi à. Đấy, nó buộc lại thôi, buộc chỉ lại ấy. Chứ không hụt nhé, không bị hụt nhé, em đo chính xác rồi. Con này cũng còn rất là mới, hàng của Nissin nhé. Đây, tiếp tới một con cần carbon rock. Nó bị xước đây miếng này. Nó không phải là xước mà là nó chóc cái sơn bóng một chút đây này. Đó, anh em thấy không? Nó chóc cái sơn bóng đây một chút này. Đấy. Dài 5m4 nhá. Con này còn mới đẹp. T12. 5m4, đọt là 1 ly 5 nhá, 1 ly rưỡi. Đọt 1 ly rưỡi. À, cân nặng của nó là 198g. Thu gọn 106cm nhá, cứng 5H, giá là 900.000 nhá, mã T12. Đấy, hàng cứng, đẹp. Nó chỉ bị xấu đầy tí sơn này. Các con xoắn nhé. Phôi dày. Phôi dày. Mới. Con này có chất lượng. Rồi, tiếp tới một con cần Nissin nhé. Con này cái hai lóng gốc của nó hơi bị xấu nhé, xước xước răm này. Thấy không?
xước 55-55 bên ngoài này, đó. Xước bên ngoài lớp sơn bóng thôi. Con này thì dài 6m25 nhá. Này. 6m25 nhá. Đọt là 0.8 ly, nặng là 196 g nhá. Thu gọn 103 cm, cứng cỡ 2H 2H rưỡi nhá. Giá là 700.000 mã T13 nhá. Đấy, các anh em về câu cảm giác. Đấy, nó chỉ bị xước hai lóng ngọn, hai lóng gốc thôi. Còn mấy lóng ngọn thì đẹp. Nó hơi xấu và nó cũng không có độ cứng, cũng không có cao, cho nên là em sell rẻ cho anh em giá 700 nhé. Chứ bình thường con này mà đẹp chút em bán 900 ấy. Đó. Nó chỉ bị hai cái lóng gốc thôi. Còn mấy lóng ngọn này đẹp. Độ cứng của nó tầm 2H rưỡi, 2H, 2H rưỡi thôi. À. Tiếp tới là một con cần Shimano nhá. Shimano. Dài là 7 mét nhá. Em đo thực tế của nó 7 mét đấy. Đọt là 1 ly 9. Nặng là 364 gram nhá. Thu gọn 132 cm, cứng 6H, giá là 850 ngàn mã T14 nhá. Nước sơn của nó cũng xấu nha anh em. Đó, nước sơn của nó cũng xấu nhá. Nhưng mà anh em có thể săn hàng đánh cá lớn. Nước sơn bóng của nó hơi xấu. Nhưng mà em đảm bảo phôi của nó còn ok nhá. Không có dập bể hay là phạm vô phôi. Nó chỉ bị xước với lại dục cái sơn bóng bên ngoài thôi. Phôi cứng nhá, anh em đảm bảo ok. Mã T14 nhá, giá rẻ. Rồi, mã T15. Túi zin luôn nhá. Mã T15 này nó có một cái lỗi nhỏ thôi. Lát nữa em sẽ chỉ, nên là em bán thu hồi vốn thôi nhé. Em không có lời. Nói chung là bán lỗ ấy, để thu hồi được ít vốn thôi. Nó là cần Olympic nhé. Cần Olympic hàng nội địa Nhật. Dài là 8m, dung 7m2. Đọt của nó 1 ly 2 nhé. Đọt 1 ly 2. Cân nặng của nó là 254 gram. Thu gọn vào 93 cm, cứng tầm 4H nhé. Thân thẳng nhé. Khi anh em rảy á, nó chỉ nhún 2-3 lóng ngọn thôi. Còn thân nó khá là cứng. Đấy, cứng và thẳng. Giá là 1.200.000 nhé. Đấy. Cần của Olympic nhé. Hàng nội địa Nhật tem vàng á. 8m dung 7m2 này. Đó. Cần còn tương đối là đẹp. Túi nắp đầy đủ nhé. Đây, anh em nhìn phôi này. Đó. Nhìn phôi là biết chất lượng đó. Đấy. Dòng này cho anh em đánh chép này. Đánh cá sặt này. Đấy. Nói chung là săn hàng thì không được. Nói chung là đánh cá vừa. Đánh cá lỡ. Đánh cá lỡ, cá chép. Hoặc là đánh cá rô giếc. Hoặc là đánh cá sặt nhé. Đó. Cái phôi này nó cũng không phải là quá dày để săn hàng. Với lại độ cứng của nó cũng tầm 4H thôi. Đấy. Em lưu ý nhé. Phôi này phôi xịn. Đây nhá. Cái lóng thứ tư từ ngọn xuống nhá. Nó bị xước mép bên ngoài này, này. Xước mép bên ngoài đây này. Xước một cái lớp rất là mỏng ở bên ngoài cùng này này, xước xuống tới đây này. Thì em sẽ bó, em bó lại cho anh em rồi nhá. Đấy. Anh em cứ kiểm tra thoải mái, không có dập bể nhá. Anh em về cứ nhìn vô trong lóng, không dập bể bên trong là được. Nó chỉ xước mép bên ngoài này. Và em có gia công một lớp chỉ ở bên ngoài luôn cho anh em. Rất là chắc chắn nhá. Anh em không lo bị nổ ở cái lóng này nhá.
nổ con không 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 có nổ ở chỗ này nữa, em đảm bảo luôn nhé. Nó không phải là cái gì mà quá quan trọng, bởi vì cái lớp nó cái dòng mà carbon như này á là nó sẽ quấn rất là nhiều lớp đấy, là để nó tạo ra một cái cần như này thì nó phải quấn rất là nhiều lớp carbon chồng với nhau, thì cái lớp ngoài cùng á kiểu họ tụt ra tụt vào á, thì nó châm vào cái xước cái mép ở bên ngoài ấy. Cho nên là nó chỉ xước cái mép bên ngoài nhé. Đấy. Còn cái phôi cần thì ok hết nhé. Đấy. Rất là ok. Phôi còn mới đẹp. Con này thì em thu hồi vốn giá 1 triệu 2 nhé. À, tiếp tới một con cần Mamiya thuộc của Olympic nhé. Mamiya thuộc cần của Olympic nhé. Con này dài 9m này, đọt nó 1 ly 9 nhé. Nặng là 363g, thu gọn vào 131cm, cứng 6H, giá là 2 triệu nhé. Mã T16. À. Olympic 9m nhé. Cần còn tương đối là đẹp. Phôi Olympic này cũng rất là ok. Đây là có xước ít sơn này. Đó. Cái cần trắng này mà xước còn ít sơn là nhìn thấy rõ liền. Đó anh em thấy không? Còn lại đẹp. Cái này thì cũng thuộc dòng anh em đánh cá lỡ, bởi vì cái phôi của nó cũng đanh nhá, phôi nó đanh 6H á, nhưng mà nó không phải thuộc típ để đánh săn hàng cá mười mấy 20kg đấy, nó là thuộc dòng gọi là tầm cá vừa lỡ vừa, tầm 5-7kg 10kg đổ lại thôi đấy. Với lại quan trọng là anh em biết cách đánh nữa nhé, ví dụ cá lớn anh em biết cách đánh cũng ok. Đấy. Loại này thì độ cứng nó 6H nữa, nó cũng đanh ấy, nó không phải là mềm đâu. À, tiếp tới một con cần Polop NFT nhá, túi nắp zin đầy đủ nhá. 8m1. Đọt 1 ly 2 nhá, nặng là 278g. Thu gọn vào 127cm nhé, cứng 4H5, giá 2.500.000 nhé. Mã T17, con này mới tinh luôn. 8m1 nhé, Polop carbon 2 da này. Đó. Rất là mới luôn. Này vừa chơi vừa sưu tầm thì ok. Đó. Carbon hai da nhá, xoắn Polop. Đấy, cái đầu chỉ còn chưa buộc. Giá 2 triệu rưỡi nhá. À, tiếp tới một con Daiwa nhá, con này cũng mới. Đó. Daiwa. Mã con này là mã T17 nhá, Polop là con T17, con này là T18 này, con Daiwa này, T18 nhá. Con này anh em săn hàng được. Dài là 8m1 nhé. Đọt là 1 ly 5. Đấy. Thu gọn và cân nặng của nó là 577g nhé. Đấy. Thu gọn của nó là 127cm. Cứng 5H5, 6H nhé. Giá là 1.900.000. Con này phôi dày nặng nhé. Đấy. Anh em đánh cá lớn săn hàng. 8m1. Đấy. Mới. Túi nắp đầy đủ nhé. Phôi còn long lanh. Ừ.
Con này hàng nội địa Nhật nhé. Hàng nội địa Nhật 100%. Đó. Giá 1,9 triệu nhé. Rồi. Tiếp tới mã T19 này. T19 này dài là 10 mét nhé. Con này phôi rất là dày và nặng. Dài 10 mét, đọt là 1 ly 9 nhé. Nặng là 684 gram. Cái này thuộc cho anh em đánh tay to, bạo lực nhé. Hoặc là anh em muốn đánh nhẹ hơn thì nên đánh 7-8 mét thì nó rất là ok. Đấy. Về hạ 1-2 long gốc thì nó rất là nhẹ nhé. Bởi vì cái long gốc này nó đã tầm khoảng 200 gram rồi. Thu gọn của nó là 135 cm nhé. Cứng 6H, giá là 2 triệu. Mã T19. Hàng này là hàng nội địa Nhật nhé. Carbon xoắn. Hàng cái con ngựa đó. Con rồng hay con ngựa gì này này. Magua gì này. Đó, 10 mét nhé. Phôi cực kỳ dày. Các anh em đánh xa bờ săn hàng nhé, rất là tốt. Giá 2 triệu nhé, 10m 6H. Con này mã T20 nhé, con cuối cùng. Nãy không đánh số. Con T20 là một con cần của Nissin nhé. Con cần Nissin dài 2m7. Đó. Con này cái nắp đít này, em vặn, em lấy kềm em vặn mãi mà không ra này. Đó. Này cái nắp đít em lấy kềm mãi em vặn không ra. Phôi còn đẹp nhé, phôi long phôi kiểu xanh 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 bảy màu. Sao vậy, không lên nét được à? Đó, 2m7 nhé, để đọc thông số cho anh em. 2m7 đọt 0.8 ly nhé, nặng là 38 gram, rất là nhẹ. Thu gọn vào 103 cm nhé. Thân thẳng, cứng 2,5 H, giá là 650.000 nhé. Đó. Bu xoay 360 độ này. Đọt này đọt long phụng nhé. Đó. Cho nên là cái đọt nó khá mềm. Còn cái thân của nó thì thẳng đét luôn. Tút ra thẳng nhé. Đấy. Con xoắn này. Mã số 20 nhá, giá 650. Anh em nào lấy cái nào cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0866 700 856 hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó cho em nhé. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong clip sau.